Gần đây, nhiều cư dân sinh sống tại dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự bức xúc thông qua đường dây nóng Alo V9. Họ cho biết là dù đã đóng tiền cơ sở hạ tầng 2 lần, nhưng sau hơn 20 năm, dự án vẫn chưa hoàn thiện các hạng mục cần thiết, gây nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ là chậm trễ trong việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh còn dính đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Những sai phạm này chỉ được phát hiện khi hàng chục hộ dân đã quyết định khiếu nại, gửi đơn kêu cứu lên các cấp chính quyền, mong sớm có biện pháp giải quyết triệt để. Theo thông tin cư dân cung cấp cho chúng tôi thì họ đã đóng hàng chục tỷ đồng cho dự án khu dân cư Tân Nhã Vinh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên VTV9 cũng ghi nhận cư dân tại đây vẫn chưa có điện chính thức, hệ thống phòng cháy chữa cháy thô sơ và chưa có hệ thống xử lý nước thải. Hơn 30 hộ dân đã phải tự kéo điện từ bên ngoài suốt nhiều năm mà chưa được giải quyết. Không có hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy thô sơ, chưa có hệ thống xử lý nước thải. 33 hộ dân ở đây đã nhiều năm phải tự câu kéo điện từ bên ngoài vào, dù đã kêu cứu nhiều lần nhưng không nhận được giải quyết thỏa đáng. Đóng thêm 1.570.000 một mét vuông để làm cơ sở hạ tầng, nhưng mà mãi tới thời điểm này hạ tầng vẫn là còn y nguyên, chưa thấy tiến triển gì cả. Điện nước không có, vỉa hè không có, rồi những cái tiện ích cũng không có gì hết. Và nhiều hộ là câu ké của nhau để dùng nên là điện, số tiền điện trả rất là cao, có những tháng nhiều hộ dân trả lên tới 5-6 triệu tiền điện một tháng. Theo người dân, chưa thể hoàn công được bởi thời gian thực hiện dự án này đã hết từ năm 2015. Theo quyết định cấp phép xây dựng số 7804 do Ủy ban nhân dân quận 12 cấp vào năm 2013, hình thức đầu tư dự án là chủ đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng mới. Người dân cho biết từ năm 2020 đến tận tháng 7 vừa qua, dù đã hết hạn xây dựng, lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân, chủ đầu tư này vẫn huy động cư dân góp vốn xây dựng. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã nhận rất nhiều thông báo của Tân Nhã Vinh hối thúc chúng tôi phải xây nhà. Nếu chúng tôi không xây nhà thì chúng tôi sẽ bị thu hồi đất. Mặc dù cơ sở hạ tầng ở đây chưa xong và những cái pháp lý thủ tục gì cũng chưa đầy đủ, mà vẫn bắt chúng tôi, vẫn ép chúng tôi xây nhà và để đóng tiền xây nhà với điều kiện, với cái giá xây dựng rất cao là 7.950.000 một mét vuông. Đưa cho tôi những cái thông báo liên tục giống như là dạng giống như khủng bố. Bắt tôi xây trên nhà, nếu mà không xây thì sẽ thu hồi đất của tôi lại và họ sẽ có quyền họ làm bất cứ điều gì trên đất của tôi. Bản thiết kế của căn nhà thô ở đây là bên chủ đầu tư thiết kế, và chủ đầu tư thiết kế xong chủ đầu tư sẽ xây dựng luôn. Nhưng mà bây giờ mình về thì suốt ngày lại cứ gửi cho mình một cái thông báo là nhà mình xây sai với cái giấy phép xây dựng. Bắt mình phải tháo dỡ là cái cầu thang từ tầng lầu 3 lên trên sân thượng, là không cho cái cầu thang đó, và bắt tháo dỡ cái mặt trước và mặt sau của cái giếng trời trước sau. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận 12 đã xử phạt gần 700 triệu đồng với hàng loạt vi phạm của dự án nhà ở Tân Nhã Vinh, trong đó có xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định. Đây chính là lý do mà cư dân ở đây sống trong căn nhà chủ đầu tư xây nhưng lại bị chính chủ đầu tư yêu cầu tháo dỡ. Lúc này, câu hỏi cư dân ở đây đặt ra là dự án suốt 20 năm chưa được hoàn thiện này đến bao giờ mới xong, khi mà chủ đầu tư không đủ năng lực hoàn thiện và vướng vào quá nhiều vi phạm. Trong cái 372 là có đầy đủ hết. Mặc dù đã có nhiều phản ánh từ cư dân khu dân cư Tân Nhã Vinh và Ủy ban nhân dân thành phố cùng với Ủy ban nhân dân quận 12 đã tiến hành kiểm tra, nhưng đến nay thì chỉ dừng lại ở việc xử phạt chủ đầu tư mà chưa có phương án giải quyết triệt để các tồn động. Trong phiên tiếp xúc cử tri mới đây thì đại diện Ủy ban nhân dân quận 12 đã đưa ra một số thông tin liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, cư dân vẫn đang chờ đợi những giải pháp cụ thể hơn. Trong đó có những cái ý kiến. Hiện nay đối với cái dự án này á, là phải nói là còn một số cái tồn động chậm về thực hiện hạ tầng, xây dựng sai mẫu nhà là liên quan đến cái việc hết cái gia hạn đầu tư, và cũng làm việc yêu cầu cái đơn vị đó phải thực hiện, mà vừa rồi quá trình xây dựng chưa có đảm bảo là Ủy ban nhân dân thành phố sở xây dựng cũng đã ban hành quyết định xử phạt. Thì do đó hôm nay chúng tôi xin ghi nhận cái ý này, ý cử tri đề xuất là thanh tra, thì chúng tôi xin ghi nhận cái ý này. Thì góc độ Ủy ban nhân dân quận 12 cũng sẽ phối hợp với sở xây dựng, cũng sẽ bàn bạc cụ thể về cái nội dung và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này và cập nhật những diễn biến mới nhất đến quý vị. Nếu như có bất kỳ vấn đề bức xúc hay câu chuyện nghĩa tình muốn chia sẻ, hãy tiếp tục gọi đến số 0389 247 247.